Tổng thống Putin đề cử nhà kinh tế Andrei Belousov làm bộ trưởng quốc phòng, thay ông Shoigu, đánh dấu sự thay đổi lớn trong lãnh đạo quân đội. Theo danh sách đề cử cấp bộ trưởng của Tổng thống Vladimir Putin do Thượng viện Nga công bố ngày 12 tháng 5, ông Belousov, 65 tuổi, cựu phó thủ tướng kiêm nhà kinh tế học, được đề cử làm bộ trưởng quốc phòng. Ông Belousov cũng là cựu bộ trưởng kinh tế, là một trong những cố vấn kinh tế có ảnh hưởng nhất ở Nga trong thập kỷ qua. Ông có mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Putin và trung tầm nhìn với người đứng đầu Điện Kremlin về việc xây dựng lại một quốc gia hùng mạnh. Ông cũng đã làm việc với các nhà kỹ trị hàng đầu của Tổng thống Putin, những người muốn có sự đổi mới lớn hơn và cởi mở với những ý tưởng mới. Belousov đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát chương trình máy bay không người lái của Nga. Tổng thống Putin cũng công bố xác lệnh bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng đương nhiệm Sergei Shoigu, 68 tuổi, làm thư ký Hội đồng An ninh Nga, thay ông Nikolai Patrushev ông Patrushev sẽ được bổ nhiệm chức vụ mới, song hiện chưa rõ vị trí này. Ông Shoigu sẽ tiếp tục đảm đương vai trò trong lĩnh vực quốc phòng mà ông ấy am hiểu, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay. Điện Kremlin cũng cho biết Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov sẽ tiếp tục giám sát các hoạt động quân sự ở Ukraine. Theo danh sách đề cử được công bố, Ngoại trưởng Sergei Lavrov, người đứng đầu cơ quan an ninh liên bang Alexander Botnikov và người đứng đầu cơ quan tình báo nước ngoài Sergei Naryshkin sẽ tiếp tục chức vụ hiện tại. Theo Hiến pháp Nga, Tổng thống Putin được yêu cầu bổ nhiệm bộ trưởng mới hoặc tái bổ nhiệm những người đương nhiệm sau khi tuyên thệ nhậm chức. Các nghị sĩ sẽ thông qua đề cử của Tổng thống, dự kiến trong ngày 14 tháng 5. Việc ông Shoigu rời ghế là điều bất ngờ vì truyền thông trước đó đưa tin ông sẽ tiếp tục làm bộ trưởng quốc phòng. Đây là sự thay đổi lớn nhất trong giới lãnh đạo quân đội Nga từ khi chiến sự Ukraine bùng phát năm 2022. Theo ông Peskov, sự thay đổi này là hợp lý vì Nga đang tiến gần đến tình huống giống Liên Xô giữa những năm 1980, khi chi tiêu cho quân đội và cơ quan hành pháp chiếm 7,4% tổng sản phẩm quốc nội, GDP. Ông Peskov nói điều đó đồng nghĩa việc quan trọng là phải đảm bảo chi tiêu phù hợp với nền kinh tế tổng thể của đất nước. Đó là lý do Tổng thống Putin muốn một nhà kinh tế lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Peskov nói người cởi mở hơn với những đổi mới là người sẽ giành chiến thắng trên chiến trường. Ông Shoigu, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng Nga năm 2012, là người bạn và đồng minh lâu năm của Tổng thống Putin. Ông từng bị các blogger quân sự Nga chỉ trích gay gắt vì loạt cuộc rút lui quân đội Nga buộc phải thực hiện năm 2022 trên chiến trường Ukraine. Cựu Trung Wagner Yevgeny Prigozhin, một trong những người chỉ trích ông Shoigu gay gắt nhất, từng dẫn đầu cuộc nổi loạn tháng 6 năm 2023 để lật đổ ông Shoigu và đã thất bại.